Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Mục xã thị Daewoo-ji 302/2021. Anh em sinh đôi với phiên bản Kawasaki Z-Ngàn ra mắt chính thức. Cái chiếc mô tô Daewoo-ji 302/2021 là một mẫu xe đến từ hiệu của Trung Quốc, vừa trình làng thị trường nước này cách đây không lâu, lấy cảm hứng từ cái dòng xe Nhật Bản là Kawasaki Z-Ngàn. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết cái mẫu xe này trong clip hôm nay nhé. Gần đây nhãn sức Trung Quốc vừa ra mắt một cái mẫu Daewoo-ji 302/2021 để gia nhập vào cái phân khúc nước cơ bài 300 khối tại thị trường Trung Quốc. Được biết cái mẫu xe này chỉ phân phối độc quyền thị trường Trung Quốc và có vẻ như sẽ không được xuất khẩu nhiều sang các nước khác. Bởi vì Daewoo không phải là hãng xe có quy mô quá lớn ở Trung Quốc vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng Daewoo-ji 302/2021 có một vài thông số kỹ thuật rất là thú vị. Nó có hơi hướng giống như cái chiếc Yamaha MT-03. Đó chính là có động cơ 2 xăng 285cc làm mát bằng chất lỏng, tạo ra công suất là 28,8 lực, tại ngưỡng vòng tua là 8.500 phút. Mô men xoắn cực đại là 27 Nm, tại ngưỡng vòng tua máy là 6.500 phút. Dung tích bình xăng dưới 1 lít, đi cùng với cụm đồng hồ kỹ thuật số. Ấn tượng hơn, cái cặp phục trước là dạng hành trình ngược, phía sau dạng giảm sóc đơn. Daewoo-ji 302 ở dùm cái đĩa kép cho phía trước. Cái đèn pha cũng tương tự một cách kỳ lạ với chiến binh đường phố mẻ là Kawasaki Z-Ngàn. Tuy nhiên chiếc xe ở dùm ống xả một bên chứ không phải là cả hai bên như cái chiếc Z-Ngàn. Hiện tại thì Daewoo-ji 302/2021 có sản xuất tại trường Trung Quốc. Vì vậy, một cái màn ra mắt tại các thị trường khác có thể là một điều rất là xa vời. Yamaha R1 nâng cấp cụm cán với dàn chân Oset Racing. Cái chiếc Yamaha R1 là một cái chiến binh hàng đầu phân khúc 1.000 phân khối của hiệu Nhật Bản trong cái phân khúc Sport, được nhiều biker ưa chuộng và nâng cấp với vô số những bản độ khác nhau hút được rất nhiều người. Và hôm nay chúng tôi cùng các bạn hãy chiêm ngưỡng một cái tuyệt phẩm tuyệt sắc đến từ cái chiếc R1 độ đến nước bạn. Cái chiếc Yamaha R1 sở hữu cho mình diện mạo hình thù đặc biệt, ra mắt từ đầu là 2015 đến là 2018. Những nét đặc trưng của cặp đèn Pro Center ẩn ở bên dưới yến xe nhìn rất là thu hút những cái fan hâm mộ. Cái phần đèn kèm theo đó là một cái bộ fairing rất là thể thao, hay được nhắc đến với một cái biệt danh là cá chê trong cái làng phân khối lớn từ trước đến nay. Dựa trên cái bản thực tế vốn có thì bản độ E1 hôm nay nó được nâng cấp một vài những món đồ chơi đáng quý như mặt nạ trước, cái chắn bùng chứa sào, cái bụng dưới, cái ốp khung xe bằng vật liệu carbon thì đến từ là full sheet carbon. Cái sự lôi cuốn bản độ E1 hôm nay còn được thể hiện qua cái cụm phanh chủ lực ở phần lái. Cái bộ phanh trước đến từ hiệu của Acosta rất là tiếng và được thay đổi gam màu xanh dạ quang vô cùng ấn tượng. Và ra nhiều chi tiết đồ chơi thì đến từ là latex cũng được bố trí dày đặc ở khắp cơ thể con xe. Cụ thể như cái bộ đĩa chân, bộ chống đổ, nắp nhớt, ốp động cơ, bình dầu, phát tăng sơn, nâng ben ở bánh sau vân. Cuối cùng là một cái tâm điểm chính cho bản đồ hôm nay, giúp cân bằng tỷ lệ sức mạnh và trọng lượng thông qua thay đổi một bộ mâm Oset Racing Titanium siêu nhẹ, độ thẩm mỹ rất cao. Kết thúc quá trình thay đổi còn phải kể đến một cái dàn ống xả Technogony Titanium với cái chụp đuôi CC vô cùng ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu chi tiết nhớ like, share, subscribe.